Chào các bạn. Hi guys. Bữa nay ăn cái con ốc này nha, ốc biển hoặc là hình như cái này người ta gọi là ốc xà cừ hay là gì á. Bữa nay thấy nó ngon quá, mua với lại rẻ nữa. Bữa nay rẻ, nay 4 đồng một hao. Thông thường thì nó rất là mắc, như là khoảng 6 đồng mấy, đôi khi cũng 8 đồng mấy, 9 đồng một hao cũng có nữa. Nhưng mà bữa nay thì 4 đồng rẻ, mua về ăn cho nó đã. This is the conch sea snail. This is a smaller one. I like the smaller one because it's softer. The big one are kind of like chewy, so I prefer the smaller one. Rồi, dứt luôn. Bữa nay ăn với lại nước mắm gừng với lại sả nha. Này bỏ ớt trong này thấy không? Cay. Này ăn cho nó cay cho nó đã luôn. It's my special sauce. You got gingers, lemongrass, and peppers. Fish sauce. Rồi, như vậy nè, thấy không? Mới ra lò nóng. Thấy khói nó lên, thấy không? Ui. Ruột rèo gì, ruột phòi phèo gì ra hết luôn. Trời ơi. Coi này ăn sao đây, thông thường này ăn là ăn luôn ruột, không biết thấy ngon giống như ốc hương vậy á. Nóng à, chấm vô, ui dạ dạ vừa cay. Con nhỏ vậy mà nó cũng cũng dai trời. Chấm vô. Nó giòn, nó ngọt. Giòn, giòn dã man luôn à. Very chewy, even though it's small. These are the younger one, but it's very chewy. Whoosh, the whole thing came out. This part right here is the most chewy. Có nhiều người nói á để râu chi già quá, đâu có đi đâu đâu mà cạo râu chị,
ở trong nhà trốn dịch mà đâu có cần phải cạo, mỗi ngày mỗi sáng dậy cạo phiền lắm. Bây giờ để như vậy đi, để chừng nào đi làm lại cạo. Giờ cũng còn đi làm nhưng mà làm ở nhà thôi. Hy vọng là mấy cái dịch này nó qua cho nhanh. Ruột ăn ngon à. Cái phần này thông thường trong đây nó có cái lưỡi gì của nó đó, mà cái con này nó nhỏ quá sao nó không có à. Ừ, không có, ăn nguyên cá luôn. Nó giòn, nó dai, nhai nó cộm cộm. Thật sự là không biết, không không hiểu, không hiểu biết gì cái loại biển, cua biển, ốc biển này nhiều, chỉ có đó là biết ăn, là không biết tìm hiểu về nó nhiều. Tại vì đôi khi cũng không biết tên nó là trên bên Việt Nam, trên tiếng Việt nó là cái gì, nhưng mà chỉ biết là bên này cái con này nó bự lắm, có thể rất là bự luôn. Ăn cái này có thể người ta ăn sống cũng được nữa, để làm gỏi á. Ui, này nó đứt ra ruột. Ui, kéo ra được rồi. Béo. Rồi, chấm nước móng cay vô. Ăn nhanh đã. Và cắn làm đôi ông ho nó dài quá, đặc biệt là cái phần trên nè. Này mà ốc hương ở Việt Nam mà nó bự cỡ này ăn nó, trời ơi, chắc nó đã dám ăn luôn ha. Nhưng mà không được, ốc hương à, giờ bên bển ốc hương không được bự lắm, bự nếu mà bự hình như cũng có nhưng mà mắc. Bởi vì bên đây lâu lâu quá thèm á, mua cái loại này về ăn cho nó đỡ.
phần này là da. Rồi. Chấm mắm gừng cho là bỏ xả vừa quá, nó thơm gì đâu quá. Có ớt vô nó cay. Thôi đủ rồi, ăn qua ăn lại cũng như đó, có vài con à, nó cũng nhau vậy thôi. Rồi thôi tạm dừng bữa nay nha. Đang hổm đài đang định coi nó có bán gì lạ không để mà làm clip cho các bạn coi, nhưng mà thật sự bên đây nó cũng vậy à, nó có bán đi bán lại tôm cua tôm hùm đất rồi tùm lum la cũng có vậy, không có gì đặc biệt hết á. Để bữa nào hy vọng là nó có. À, mùa hè này nè chứ giờ cũng vậy à. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nhiều nha, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Ok guys, bye, thank you very much for watching, see you later, bye.